nước cờ này ta đã sai. Không, ta không sai. Đây mới là thời điểm thích hợp. Bẩm vương gia, người nói gì tiện nữ không hiểu. Nữ nhi tầm thường như ngươi thì làm sao mà hiểu được. Mà ngươi chuẩn bị đi, ngươi sẽ vào cung ngay hôm nay. Tiện nữ vào cung ư? Sao lúc nhà không có nhã ý thì vương gia lại ngăn cản? Tiện nữ em vào cung lúc này thì khó mà làm được việc. Hơn nữa, tình hình đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng, hoàng thượng đâu có lòng mà đoái hoài đến tiện nữ. Đúng là một kẻ ngộ danh. Giờ này mà ngươi vẫn còn nghĩ đến danh phận của mình hay sao? Mà ta nghe nói hoàng tử yêu quý của hoàng thượng gần đây cứ quấy khóc về đêm, nhưng cứ mỗi lần nghe tiếng đàn tỳ bà của hoàng hậu bảo này thì lại đến. Chẳng phải ca cầm là sở trường của ngươi hay sao? Xin vương gia xét lại mà thương lấy tiện nữ. Tiện nữ may mắn được đức vua cảm mến nên đã kết tình huynh muội. Dù đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài để tiện nữ có thể hoàn thành trọng trách mà vương gia giao phó. Tiện nữ đâu dám từ chối nguy nan. Tuy nhiên vào hậu cung để hầu hạ hoàng hậu và hoàng tử thì... Thì sao? Được hầu hạ một đương kim hoàng hậu và hoàng tử yêu quý của hoàng thượng, ngươi phải lấy đó là thánh ân mà mình được hưởng chứ. Giờ này hoàng thượng đã xa lạ với thủ Trung Quốc nên thông tin đã thưa vắng. Ngươi hoặc sang đó tiếp tục sứ mạng, hoặc là cái kết cục là ta phải hiệp hộ bất đắc dĩ phải. Thưa vương gia, mong vương gia lẻ tình. Dạ như tiện nữ chỉ là một đứa con gái bình thường, không được hoàng thượng để mắt đến, thì việc gì tiện nữ cũng có thể làm được. Nhưng... Đồ vô dụng! Người thấy nhục hay sao? Hay là người ghen với hoàng hậu? Người bảo tôi không ưa gì cái loại đàn ông yếu đuối ấy. Giờ đây ta sớm nhận ra lòng dạ của ngươi. Để xem nhà vua làm gì được cho ngươi. Ngay như ta, chú ruột của vua, mà đôi lúc cũng không được nhìn nhận một cách đúng mực. Cái họ Trần ngươi mang chỉ là một món quà. Nếu một món quà ấy mãi mãi ở bên mình thì ngươi phải biết tận trung. Hãy nén nhục và chờ thời cơ. Đừng có làm ta phải bực mình thêm. Bẩm vương gia, tiện nữ không biết cái thời cơ mà vương gia đang mong đợi là khi nào. Nhưng nếu có một ngày nào đó quan gia phát hiện ra những ý đồ của vương gia thì hậu họa khó có thể lường trước được. Như Trần lão là cùng chứ gì. Đời đen bạc đến thế là cùng. Ta đây cũng chẳng còn gì để nói tiếp. Như Trần lão đã may mắn vì còn được sống, ví như tên Mãnh, gia lô trung thành của hắn vì bị nghe chủ nhân xúi dục mà cúi đầu cầm bút viết thư lăng nhục triều đình. Cái tội lăng trì kể cũng đáng,
phận. Sao cứ khéo trêu đùa ta đến thế?